Sáng nay thì Bộ Công Thương đã tổ chức buổi kết nối hàng Việt Nam với các kênh phân phối, qua đó tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước có thể giới thiệu sản phẩm của họ một cách trực tiếp đến các siêu thị hay chợ đầu mối lớn. Bên lề buổi kết nối này thì Bộ cũng đã tổ chức một buổi hội nghị nhằm tạo cầu nối cho hai bên sản xuất và phân phối hàng hóa có thể tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề còn đang vướng mắc. Kính thưa quý vị, kết nối hàng Việt vào hệ thống phân phối không phải là một chủ đề quá mới trong bối cảnh hiện nay, khi mà các nhà sản xuất của Việt Nam liên tục kêu khó khi đưa hàng vào hệ thống siêu thị. Tuy nhiên, đây là một lần hiếm hoi Bộ Công Thương đứng ra tập hợp được khá đông đảo các doanh nghiệp sản xuất trong nước cùng với hệ thống 11 siêu thị lớn, trong đó có những siêu thị như nước ngoài như là Aeon, Lotte hay là Circle K, và cùng với hệ thống các cái siêu thị đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là một cuộc gặp ba mặt một lời giữa một bên là đơn vị sản xuất, một bên là đơn vị phân phối và một bên là cơ quan quản lý. Liệu cuộc gặp này có phần nào giúp cho các doanh nghiệp hiểu được những cái vướng mắc của nhau và đến với nhau gần hơn trong cái việc là đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng hay không? Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vietherb, một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các loại trà, thực phẩm, chức năng từ trà cho biết, sản phẩm của bà chủ yếu được phân phối qua kênh siêu thị. Hiện các sản phẩm mang thương hiệu Vietherb đã có mặt tại các siêu thị lớn như Lotte Mart, Aeon Vivimart, Aeon City Mart, Satra. Tuy nhiên, con đường mở rộng sang các chuỗi siêu thị còn lại của hãng này thỉnh thoảng vẫn bị chặn lại. Thì đôi khi mình cũng bị từ chối, mà cái lý do từ chối thì mình cũng không được siêu thị giải thích là tại sao bị từ chối. Chỉ nói là ví dụ mình chào bên Cô Mart đi, thì chỉ nhận được cái trả lời là sản phẩm này chúng tôi chưa có nhu cầu. Thì mình cũng không biết là chưa có nhu cầu là như thế nào để chưa có nhu cầu. Là do khách hàng chưa có nhu cầu hay là siêu thị chưa có nhu cầu. Thì cái trả lời đó nó thực sự đó chưa thỏa đáng cho doanh nghiệp. Đó là với các doanh nghiệp nhỏ còn chưa có tên tuổi trong lòng người tiêu dùng. Còn đối với các doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH, đơn vị sở hữu thương hiệu TH True Milk, việc kết nối với các siêu thị cũng không hẳn đã dễ hơn. Giữa hai bên cứ thông thường là cứ phải chờ đợi, phải sắp xếp, chẳng hạn như lên xin một cái cuộc hẹn để mà gặp các siêu thị thì nó không phải là dễ dàng, rồi sau đó đưa hàng giới thiệu vào thì nó cũng phải chờ đợi, và cái khoảng thời gian tùy mỗi siêu thị nhưng mà ít nhất cũng phải là 3 tháng, và dài nhất có thể kéo dài cả hơn 1 năm để mà siêu thị đến được vào siêu thị, đưa cái hàng của mình vào siêu thị. Về vấn đề này, theo đại diện chủ siêu thị Lotte Mart, vấn đề không phải chỉ riêng tại Việt Nam, mà có chung tại hầu hết các quốc gia khác. Các siêu thị thường phải cân nhắc rất kỹ để lựa chọn đưa một sản phẩm nào đó vào giới thiệu trong chuỗi phân phối của mình, bởi vì nó không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến doanh thu, mà đôi khi còn là uy tín của siêu thị. Tôi cho rằng không cần có một tiêu chí cụ thể, nó rất linh hoạt và tùy thuộc vào tình hình của thị trường, cũng như thị hiếu khách hàng ở từng thời điểm. Sản phẩm khi được sản xuất ra, chúng tôi đóng vai trò là cầu nối đưa sản phẩm tới khách hàng. Tuy nhiên, khi mà khách hàng không còn yêu cầu hoặc đánh giá sản phẩm không tốt như mong đợi, thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với nhà cung cấp để chạy những chương trình khuyến mãi để sản phẩm dễ đến với người tiêu dùng hơn. Đây là nhiệm vụ chung của cả nhà sản xuất và nhà phân phối. Điều này có nghĩa là bản thân chuỗi siêu thị Lotte cũng không có một bản tiêu chí cụ thể để giải đáp cho doanh nghiệp hiểu vì sao sản phẩm của họ không được chọn. Theo bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food, đây là một điều thiếu công bằng cho các nhà sản xuất, trong khi các nhà phân phối có thể trực tiếp chia sẻ cho họ hiểu nhu cầu của khách hàng. Qua đó thì sản phẩm vào chuỗi siêu thị của họ cũng sẽ đáp ứng tốt hơn đối tượng khách hàng mục tiêu. Các thông tin chia sẻ để tìm tiếng nói chung giữa hai bên chưa có. Bản thân doanh nghiệp thì cũng không hiểu rõ được rằng là các hệ thống siêu thị, đối tượng khách hàng mục tiêu của từng hệ thống siêu thị là ai, và họ mong muốn, họ cần cái gì ở doanh nghiệp. Và bản thân là các cái hệ thống siêu thị thì cũng không tìm hiểu rõ cái doanh nghiệp đó quy mô như thế nào, cái tiềm năng của doanh nghiệp đó như thế nào. Và chính vì vậy mà rất là khó có tiếng nói chung. Để cải thiện cái việc này thì các hệ thống siêu thị và các doanh nghiệp phải gặp nhau nhiều hơn nữa, phải ngồi lại với nhau để chia sẻ những cái thông tin, để làm sao có một cái tiếng nói chung và hiểu được nhau hơn, thì tôi nghĩ rằng là vấn đề mới được giải quyết. Nhưng vấn đề mà các doanh nghiệp cho là trở ngại lớn nhất khi đưa hàng vào siêu thị hiện nay có lẽ là chiết khấu. Đại diện tập đoàn TH cho biết, mức chiết khấu trung bình của các siêu thị hiện nay vào khoảng 15%. Theo đó, với các siêu thị nhỏ mới mở cửa, mức chiết khấu có thể tương đối dễ thở ở mức 12-14%.
nhưng các siêu thị lớn có thể yêu cầu chiết khấu lên đến 20%. Nhưng cái mức chiết khấu lên đến 15% thì đã là quá khó cho các doanh nghiệp. Cứ đưa hết cái chiết khấu thì hầu như là không còn cái gì, cái lợi nhuận. Và có những lúc một số doanh nghiệp cũng phải chấp nhận những cái điều kiện này để làm sao để đưa cái hàng vào siêu thị và lấy những cái kênh khác để mà bù đắp vào những cái lợi nhuận cho mình thôi. Tuy nhiên như vậy thì nó thực sự nó không có công bằng và nó không có ý nghĩa lắm với lại một cái kênh bán lẻ, đặc biệt là ở đối với những cái siêu thị ở tại Việt Nam và để đáp ứng cho những cái hàng hóa của Việt Nam. Không những đòi mức chiết khấu cao, các siêu thị cũng liên tục đòi tăng lên qua các năm. Điều này đẩy các doanh nghiệp vào hoàn cảnh khó khăn bởi chi phí bán hàng ngày càng tăng cao. Do đó, đại diện công ty văn phòng phẩm Hồng Hà kiến nghị các siêu thị nên ngồi lại với doanh nghiệp để cùng đề ra một mức chiết khấu phù hợp nhất với cả hai phía. Cái siêu thị trong nước thì hoàn toàn có thể ngồi với các doanh nghiệp để chúng ta cùng bàn lên một cái mức chi phí nào đó để bản thân doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm họ cũng đủ lợi nhuận và bản thân các nhà siêu thị đó họ cũng đủ với chi phí để họ điều hành hoạt động. Tôi nghĩ cái việc đó là hai bên hoàn toàn có thể ngồi lại với nhau để đàm phán, đưa ra những giải pháp cùng nhau để hợp tác. Cái việc đó nó tốt hơn rất nhiều so với việc mà bên các siêu thị thì cứ yêu cầu về giá tăng công nợ, yêu cầu về gia tăng về tỷ lệ khuyến mại trong các nhà sản xuất cứ chạy theo như vậy thì tôi nghĩ là nó chỉ win-win thì mới có thể chiến thắng được. Bên cạnh đó, đại diện các nhà sản xuất cũng đưa ra nhiều vấn đề hiện đang cản trở việc đưa hàng của họ vào siêu thị. Chẳng hạn, các doanh nghiệp đã bán hàng tại siêu thị, nếu muốn đưa một loại sản phẩm mới vào thì phải bỏ một mã hàng khác. Hay các sản phẩm mới phải bị rút khỏi kệ hàng nếu không bán được sau 3 tháng. Xét về khía cạnh các siêu thị, họ cũng là những doanh nghiệp phải tự hoạt động bằng lợi nhuận kinh doanh của mình. Do đó, việc các siêu thị tính toán như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa hiệu quả sử dụng các quầy kệ của họ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đại diện phía Bộ Công Thương cũng lên tiếng, kêu gọi các nhà phân phối nên có sự chia sẻ với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đối với nhà sản xuất thì họ cũng mong muốn rằng là nhà phân phối thì cũng tạo điều kiện cho họ để vào được hệ thống. Thì tất nhiên là trong giai đoạn đầu thì là giai đoạn tìm hiểu để có thể hợp tác được với nhau nên cũng có thể là những cái sản phẩm của họ lúc đầu thì còn đang cái quá trình mà chỉnh sửa thì cũng rất là mong nhà phân phối tạo điều kiện, hướng dẫn và giúp đỡ cho họ để vào được hệ thống phân phối. Cập nhật đến cuối buổi kết nối này, đã có hơn 40 hợp đồng thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các đơn vị sản xuất và các siêu thị, chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh.